khi loại bỏ những điều không thể, những thứ còn lại dù vô lý đến đâu cũng chính là sự thật. Đó chính là câu nói nổi tiếng của vị thám tử lừng danh Sherlock Holmes, người đã trở thành huyền thoại trong làng tiểu thuyết trinh thám cũng như văn hóa đại chúng trên khắp thế giới. Không ít những nhà làm phim đã chuyển thể về nhân vật này trên màn ảnh dựa trên tác phẩm huyền thoại của ngài Arthur Conan Doyle. Và một phiên bản khác biệt và ấn tượng nhất phải kể đến Sherlock Holmes của Benedict Cumberbatch trong series Sherlock. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng với Way to Way Movie khám phá toàn bộ hành trình phá án ly kỳ của vị thám tử lừng danh này nhé. Hãy cùng bắt đầu vào video thôi nào. Let's go! Đâu đó vào khoảng thế kỷ thứ 21 tại London, những cái chết bí ẩn của ba người hoàn toàn xa lạ, không liên kết gì với nhau liên tục xảy ra. Điểm chung của những cái chết này đều đến từ một viên thuốc bí ẩn mà nạn nhân đã uống. Cảnh sát không còn cách nào khác ngoài việc kết luận với báo giới rằng đó chỉ là những vụ tự sát trùng hợp, mặc dù họ biết có điều gì đó không ổn về những cái chết thương tâm này. Ở một diễn biến khác, John Watson, một cựu quân y đã quay trở về London sau khi thực hiện nhiệm vụ tại chiến trường Afghanistan với một vết đạn bắn, một cái chân tập tễnh cùng sự ám ảnh tâm lý nặng nề. Trong quá trình đi tìm nơi ở mới ở London, John đã tình cờ gặp Mike Stanford, một người bạn cũ và được anh này kết nối với một người thuê nhà bí ẩn đang tìm người ở ghép. Mike đưa John đến nhà xác để gặp Sherlock Holmes, một thám tử thiên tài đang điều tra xác chết tại đây. Mới chỉ lướt qua, Sherlock đã đọc được gần hết lai lịch của John, từ việc anh từng là cựu quân nhân, có một người anh nghiện rượu vừa ly dị, thậm chí đến việc chấn thương ở chân của John chỉ là vấn đề tâm lý. John sau đó đến gặp Sherlock tại căn hộ của anh, nằm ở số 221B phố Baker. Đây cũng là lúc cái chết bí ẩn thứ tư xảy ra. Cảnh sát không còn cách nào khác ngoài tìm đến sự trợ giúp của thám tử Sherlock Holmes. Anh tỏ ra vô cùng háo hức với điều này và lập tức chạy đến hiện trường vụ án, đồng thời kéo theo John Watson với vai trò làm bác sĩ hỗ trợ cho mình. Hiện trường vụ án là tầng lầu của một ngôi nhà bị bỏ hoang. Nạn nhân là một cô gái trung tuổi trong chiếc váy màu hồng. Trước khi chết, cô để lại lời nhắn là dòng chữ Raj trên sàn nhà được cào bởi móng tay. Sherlock bắt đầu điều tra và đưa ra một vài kết luận như sau. Nạn nhân là một phụ nữ trung tuổi bị ám ảnh bởi màu hồng. Cô ta từ Cardiff đến London để tạm nghỉ 1 đến 2 đêm. Cô đã kết hôn được khoảng 10 năm nhưng lại có rất nhiều nhân tình. Nhưng điểm mấu chốt là vali của nạn nhân đã biến mất. Do đó, Sherlock đã tức tốc lên đường để tìm kiếm vật chứng quan trọng này, đồng thời dặn cảnh sát tìm kiếm thông tin về người tên là Rachel có mối liên hệ với nạn nhân. Trong lúc đó, bác sĩ Watson bị tiếp cận bởi một người đàn ông lạ mặt. Ông ta yêu cầu John theo dõi Sherlock nhưng John đã lập tức từ chối và trở về căn hộ. Rất nhanh sau đó, Sherlock đã tìm được chiếc vali màu hồng của nạn nhân. Anh gửi một tin nhắn cho số điện thoại trên đó và hẹn người cầm máy đến địa điểm 22 phố Northumberland, bởi lẽ anh tin rằng hung thủ đang cầm máy của nạn nhân sẽ đến. Sherlock và John sau đó tìm đến địa điểm đã hẹn. Nhìn thấy một kẻ khả nghi đi taxi đến, họ nhanh chóng đuổi theo, nhưng khi bắt kịp, người hành khách kia lại chỉ là một người du lịch bình thường. Về đến nhà, Sherlock nhận được thông tin của cảnh sát rằng Rachel là tên của đứa con chết non của nạn nhân. Sau một hồi suy luận, vị thám tử đã nhận ra rằng nạn nhân trước khi vào căn nhà hoang đã để lại điện thoại của mình trên xe của hung thủ. Đồng thời, Rachel chính là mật khẩu email của cô, giúp cho cảnh sát có thể theo dõi vị trí của chiếc điện thoại, từ đó tìm ra thủ phạm. Bác sĩ Watson nhanh chóng truy tìm vị trí điện thoại và bất ngờ thay, nó lại đang ở đây. Sherlock sau đó nhận ra hung thủ chính là một tài xế taxi, người có thể dễ dàng lôi kéo nạn nhân đi theo mình mà họ chẳng mảy may nghi ngờ. Đồng thời, anh nhận được tin nhắn của hung thủ gọi mình xuống dưới nhà. Dù hoàn toàn có thể gọi cảnh sát bắt hắn, nhưng tính hiếu kỳ của Sherlock lại khiến anh đi theo tên sát nhân để biết được thủ đoạn hắn ép những nạn nhân xấu số trước đó phải tự sát. Hắn đưa Sherlock đến một ngôi trường đại học và bắt đầu trò chơi tâm lý của mình. Tên tài xế đưa cho Sherlock hai viên thuốc, một viên có độc, một viên không và bắt anh chọn, đồng thời hắn ta sẽ tự mình uống viên còn lại. Trước khi lựa chọn, hắn còn cố tình đẩy một viên thuốc sang cho anh để chơi đòn tâm lý. Sherlock cũng không phải dạng vừa khi lập tức suy luận ra từng chi tiết về cuộc đời của tên hung thủ, đặc biệt là về đứa con trai mà hắn không được nhận nuôi. Tên hung thủ cũng tiết lộ cho anh rằng có một nhà tài trợ đứng sau hắn và với mỗi mạng người, tên đứng sau kia sẽ trả thêm tiền cho con trai hắn ta. Tên tài xế cũng tiết lộ rằng mục tiêu của kẻ đứng sau kia chính là Sherlock Holmes. Hết giờ, tên hung thủ ép Sherlock chọn một trong hai viên thuốc bằng một khẩu súng, nhưng anh lại dễ dàng phát hiện đó chỉ là khẩu súng giả. Thế nhưng, một lần nữa tính hiếu kỳ của Sherlock lại khiến anh mắc bẫy khích tướng của tên hung thủ, khiến anh suýt chút nữa đã đưa một trong hai viên thuốc vào miệng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bác sĩ Watson đã tìm đến nơi và nổ súng giết chết tên thủ ác. Trước khi chết, tên hung thủ tiết lộ cho Sherlock về kẻ đứng sau hắn, tên là Moriarty. Cảnh sát sau đó đã đến và phong tỏa hiện trường, đồng thời người đàn ông bí ẩn trước đó tiếp cận bác sĩ Watson cũng có mặt. Hóa ra đó lại là Mycroft, anh trai của Sherlock, đồng thời là một thành viên cấp cao trong chính phủ Anh. Một thời gian sau, Sherlock được gọi đến ngân hàng Charles Sanderson để điều tra một vụ phá hoại. Đêm trước đó có một kẻ đã đột nhập vào ngân hàng để lại một vệt sơn kỳ lạ.
Sherlock nhanh chóng đoán ra đây là một thông điệp dành cho Eddie Van Quinn, một giám đốc bộ phận tại ngân hàng. Anh cùng Watson nhanh chóng tìm đường đến nhà của Eddie để điều tra, chỉ để phát hiện ra anh này chết với một phát đạn thẳng qua đầu. Dù cảnh sát cho rằng đây là tự sát, nhưng Sherlock lại đưa ra những bằng chứng thuyết phục rằng đây là một vụ giết người. Không lâu sau đó, Brian Lucas, một nhà báo cũng đã bị sát hại tại nhà riêng với thủ đoạn tương tự. Sherlock cùng John lần theo manh mối tại hiện trường đến một thư viện gần đó và phát hiện ra một ký hiệu sơn tương tự tại ngân hàng. Hai người sau đó đến gặp một nghệ sĩ graffiti để hỏi thăm và truy tìm thông tin. Sherlock và John chia nhau ra điều tra hai nạn nhân, để rồi cùng đi đến một địa điểm là một cửa hàng bán đồ Trung Hoa. Tại đây, họ phát hiện ra những ký tự kia là những con số trong tiếng Trung, đồng thời phát hiện điều bất thường trong căn hộ của một người phụ nữ tên là Su Lin Yao. Trong khi John đứng ngoài, Sherlock bên trong đã bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt nhưng đã may mắn trốn thoát. Hai người sau đó tìm đến viện bảo tàng nơi Su Lin Yao đang làm việc để tiếp tục điều tra. Trên đường đi, anh bạn graffiti trước đó đã xuất hiện và đưa hai người đến một ga tàu nơi có những ký hiệu tương tự. Tại đây, Watson tìm ra một dòng chữ dài những số bằng tiếng Trung, đồng thời chụp lại chúng trước khi bị phi tang. Đến viện bảo tàng, hai người tìm được Su Lin Yao đang ẩn nấp tại đây. Cô tiết lộ mình thuộc một tổ chức buôn lậu ở Trung Quốc tên là Hắc Liên, đứng đầu bởi tướng Shan. Đồng thời, có một thành viên đã ăn cắp một món bảo vật đến London. Cô cũng tiết lộ cho hai người mật mã dựa trên một cuốn sách. Trước khi cô kịp tiết lộ thêm, họ đã bị tấn công bởi một sát thủ giấu mặt. Dù Sherlock cùng John trốn thoát được, song Su Lin Yao đã bị sát hại. Về nhà, Sherlock cùng bác sĩ Watson lùng sục thông tin về cổ vật bị mất, đồng thời tìm cuốn sách để giải mã những con số bí ẩn kia trong vô vọng. Ở một diễn biến khác, John Watson đã có một cuộc hẹn với Sarah Sawyer, đồng nghiệp tại chỗ làm mới của anh. Hai người cùng Sherlock đến một rạp xiếc Trung Quốc. Tại đây, Sherlock tiếp tục bị tấn công, nhưng anh cũng đồng thời khẳng định được đây chính là tổ chức của Hội Hắc Liên. Về đến nhà, Sherlock đã phát hiện ra cuốn sách để giải mật mã chính là cuốn sổ tay du lịch London. Đồng thời giải được mật mã ở ga tàu chính là 9 triệu cho chiếc châm ngọc Dragon Den, đường xe điện đen tối. Thế nhưng, bác sĩ Watson và cô bạn gái của anh đã bị bắt cóc bởi Hội Hắc Liên. Chúng nhầm anh với Sherlock, đồng thời uy hiếp Sarah để anh nói ra vị trí của chiếc châm cài. May mắn thay, Sherlock đã tới kịp lúc và giải cứu hai người, nhưng tướng Shan lại chạy thoát được. Ngày hôm sau, Sherlock đã tìm được chiếc châm ngọc trị giá 9 triệu bảng. Hóa ra, Eddie đã lấy trộm nó để tặng cho cô thư ký của mình mà không biết được giá trị thực sự của nó. Về phía tướng Shan, tuy trốn thoát nhưng bà ta đã bị sát hại bởi một kẻ bí ẩn với cái tên Em. Trong lúc Sherlock Holmes đang buồn chán vì không có vụ án nào, thì đột nhiên tòa nhà đối diện căn hộ của anh phát nổ. May mắn là không có thương vong nào xảy ra. Hôm sau, anh trai của anh, Mycroft, đến và nhờ anh điều tra về một vụ giết người cướp thông tin mật của chính phủ. Nạn nhân là Westy, một người nắm giữ bản vẽ dự án tên lửa phòng thủ của quốc gia, đã được tìm thấy chết ở đường dây. Kèm theo đó là sự mất tích của chiếc thẻ nhớ chứa thông tin dự án. Thế nhưng Sherlock lại tỏ ra vô cùng thờ ơ với vụ việc này. Sherlock được thanh tra Lestrade triệu tập đến do có một bức thư gửi đến anh. Đó là chiếc điện thoại màu hồng gần giống với vụ án đầu tiên. Chiếc điện thoại kêu lên 5 tiếng píp, tương đương với 5 câu đố, kèm theo bức ảnh căn hộ phía trên của nhà anh. Tìm đến địa điểm đó, anh phát hiện ra một đôi giày. Ngay lúc này, chuông điện thoại reo, kẻ đứng sau yêu cầu Sherlock giải quyết câu đố về đôi giày này, nếu không sẽ cho nổ bom con tin. Sherlock nhanh chóng bắt tay vào tìm hiểu. Trong lúc đó, anh đã gặp được Jim, một nhân viên IT tại phòng thí nghiệm nơi anh thường xuyên lui tới. Song anh cũng chẳng mấy quan tâm đến anh ta. Rất nhanh chóng, Sherlock đã tìm ra được chiếc giày thuộc về Carl Powers, một cậu bé chết đuối từ nhiều năm trước, đồng thời cũng là vụ án đưa anh đến với nghiệp thám tử. Anh cũng suy luận ra được cậu bé năm đó đã bị đầu độc dẫn đến chết đuối. Đáp án được đưa ra, kẻ thủ ác bí ẩn đã thả con tin, nhưng đồng thời cũng đưa cho Sherlock một câu đố khác. Sự việc diễn ra tương tự. Lần này con tin là một anh thanh niên bị cài bom đứng giữa ở một ngã tư đông đúc. Vụ án là về một sự mất tích bí ẩn của Ian Mountford, một nhân viên ngân hàng. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là chiếc xe được anh ta thuê, kèm theo một vết máu trên đó. Sherlock dễ dàng phá được vụ án này. Hóa ra anh chàng Ian không hề thiệt mạng, mà anh ta đã tìm đến một dịch vụ khiến mình bị mất tích. Kẻ đứng sau chính là Janus Cars, người đã cho anh thuê xe, đồng thời giúp anh định cư ở Colombia. Vụ án thứ ba cũng nhanh chóng đến. Con tin lần này là một bà già. Còn bí ẩn cần Sherlock điều tra đó là về cái chết bất thường của Colin Prince, một người dẫn chương trình nổi tiếng. Giống như hai vụ án trước, anh chàng thám tử cũng nhanh chóng tìm ra đáp án. Thế nhưng lần này, bà con tin lại vô tình miêu tả giọng nói của kẻ đứng sau giật dây và đã bị cho nổ bom ngay tức khắc. Dù không cứu được con tin, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Lần này, vụ án là một cái chết bí ẩn của một nhân viên bảo tàng trên sông Thames. Chỉ với một vài quan sát nho nhỏ, Sherlock đã suy luận được nguyên nhân là do anh chàng bảo vệ xấu số đã phát hiện ra bức tranh được giao bán với hàng triệu bảng Anh là giả, dẫn đến bị thủ tiêu bịt đầu mối.
Sherlock cũng nhanh chóng đưa cho kẻ giấu mặt bằng chứng bức tranh là giả và kịp thời giải cứu con tin thứ tư. Lúc này, bà chủ viện bảo tàng mới thú nhận bà đã bị mua chuộc bởi một người với cái tên Moriarty. Tên kẻ thù ác giấu mặt không liên lạc lại, thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sherlock đoán rằng câu đố cuối cùng chính là bản thiết kế tên lửa bị mất tích mà Mycroft đã nhờ anh từ đầu. Với sự giúp đỡ của bác sĩ Watson, Sherlock Holmes dễ dàng tìm ra hung thủ cùng bản vẽ bị thất lạc. Anh hẹn tên đầu sỏ tại nơi bể bơi năm xưa nơi Carl Sparrows chết đuối để trao đổi thông tin. Bất ngờ thay, con tin lần này lại chính là John Watson. Đồng thời tên Moriarty bí ẩn kia không ai khác lại chính là Jim, anh bạn IT mà trước đó Sherlock đã gặp tại phòng thí nghiệm. Hắn ta cũng giống như Sherlock là một thiên tài, nhưng thay vì theo chính nghĩa, hắn lại trở thành người chuyên tư vấn cho tội phạm. Sau một hồi đôi co, cả ba người rơi vào một thế bí. Khi Sherlock và Watson rơi vào tầm ngắm của những tên bắn tỉa, còn tính mạng của Moriarty cũng bị đe dọa khi Sherlock định sẽ quyên sinh bằng cách bắn thẳng vào quả bom. Ngay giây phút quyết định, một người phụ nữ bí ẩn đã gọi điện cho Moriarty, khiến cho hắn lập tức rời đi. Một thời gian sau, trang blog mà bác sĩ Watson chuyên đăng tải những vụ án của thám tử đại tài Sherlock Holmes được nhiều người biết đến. Anh cũng dần nhận được sự chú ý của truyền thông. Và một ngày đẹp trời, anh được triệu tập bởi Mycroft dưới danh nghĩa nữ hoàng Anh đến để xử lý một vụ việc mang tầm cỡ quốc gia. Một người phụ nữ tên Irene Adler đã có được một số bức ảnh nhạy cảm của một thành viên trong gia đình hoàng tộc. Dù không hề yêu cầu tiền chuộc hay bất kỳ đặc ân nào, song chính phủ Anh vẫn muốn lấy lại chúng. Sherlock lập tức nhận nhiệm vụ cùng bác sĩ Watson ghé thăm nhà của cô nàng này. Irene bước ra tiếp đón Sherlock với không mảnh vải che thân. Bằng một vài mẹo nhỏ, anh chàng thám tử đã nhanh chóng đoán ra được vị trí cô giấu những bức ảnh. Nhưng ngay khi chuẩn bị mở két sắt, căn nhà đột nhiên bị tấn công bởi một đám đặc vụ Mỹ. Với việc mạng sống của John Watson bị đe dọa, Sherlock đã mở thành công két sắt với mật mã là số đo 3 vòng của Irene. Thế nhưng trong đó lại là một khẩu súng chuẩn bị khai hỏa. Lợi dụng sự hỗn loạn, ba người nhanh chóng hạ gục đám đặc vụ. Đồng thời, Holmes cũng lấy đi chiếc điện thoại chứa bức ảnh cùng rất nhiều thông tin mật. Thế nhưng rất nhanh sau đó, cô nàng đã lấy lại chiếc điện thoại sau khi đánh thuốc Sherlock. Từ thời điểm này, cô cũng thường xuyên nhắn tin cho Sherlock với đặc điểm nhận dạng là tiếng nhạc chuông khêu gợi trên máy của vị thám tử. Đêm Giáng sinh đến, Sherlock bất ngờ nhận được quà chính là chiếc điện thoại kia, nhưng nó lại bị mã khóa bởi mật khẩu gồm 4 ký tự. Cũng trong đêm đó, anh nhận được tin báo rằng Irene đã qua đời và xác nhận thi thể của cô tại nhà xác. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của Sherlock, khiến anh trở nên trầm tư hơn bao giờ hết. Một thời gian sau, bác sĩ Watson bất ngờ được triệu tập, nhưng không phải bởi Mycroft mà bởi chính Irene. Đúng vậy, cô ta chưa chết, và Sherlock cũng đã biết được điều này khi theo dõi Watson. Về đến nhà, anh phát hiện ra bà Hudson, chủ nhà của mình, đã bị đám người Mỹ nọ bắt làm con tin để đòi chiếc điện thoại. Anh nhanh chóng hạ gục chúng, đồng thời giữ an toàn cho chiếc điện thoại. Không lâu sau đó, Irene Adler chủ động tìm đến Sherlock để tìm sự giúp đỡ. Cô đưa cho anh một email được mã hóa và chỉ với vỏn vẹn dưới 10 giây, anh đã giải được mật mã đó. Email đề cập đến một chuyến bay nhiều khả năng sẽ bị khủng bố. Và bất ngờ thay, Irene lại lập tức báo thông tin này cho Moriarty để hắn dùng nó uy hiếp ngược lại chính phủ Anh, hay cụ thể hơn là Mycroft, khiến cho kế hoạch của chính phủ về một chuyến bay giả bị đổ bể. Sherlock lập tức bị triệu hồi bởi Mycroft về để chất vấn việc anh vô tình tiếp tay cho kẻ thù ác, dẫn đến sự thất bại trong kế hoạch của chính phủ. Thế nhưng, thám tử đại tài Sherlock Holmes lại lập tức lấy công chuộc tội bằng cách mở khóa chiếc điện thoại của Irene với mật khẩu chính là tên anh, S-H-E-R, đồng thời khẳng định tình cảm của Irene dành cho mình. Mất đi chiếc điện thoại cùng những thông tin đảm bảo mạng sống của mình, Irene nhanh chóng bị tiếp cận bởi một tổ chức khủng bố ở Pakistan và bị chặt đầu, hoặc chí ít đó là những gì chính phủ và bác sĩ Watson biết. Bởi lẽ, ngay giây phút quyết định, Sherlock Holmes đã kịp thời có mặt và giải cứu cô gái của mình. Một thời gian sau, Sherlock lại trở nên buồn chán vì không có vụ án nào ra hồn. Đồng thời, anh đang trong thời kỳ cai nghiện thuốc lá. Lúc này, có một chàng trai trẻ đến gặp anh với một vụ án bí ẩn. Tên anh ta là Henry Knight. Anh muốn Sherlock điều tra về một con chó săn khổng lồ trong quá khứ đã giết chết cha của anh, và mới đây, nó đã trở lại. Sherlock cùng bác sĩ Watson theo chân Henry đến Devon, một vùng vịnh ven biển phía tây nam nước Anh, để bắt đầu điều tra. Sau khi thuê phòng trọ ở một khách sạn nhỏ tại địa phương, hai người thâm nhập vào phòng thí nghiệm Baskerville dưới danh nghĩa của Mycroft. Họ phát hiện ra nơi đây đang nghiên cứu những thí nghiệm đột biến gen trên động vật, khiến cho Sherlock nghi ngờ về việc con chó khổng lồ là một sản phẩm tại đây. Họ cũng bắt gặp tiến sĩ Franklin, một người bạn cũ của cha Henry. Ông cũng hứa sẽ giúp đỡ vị thám tử điều tra bí ẩn này. Tối hôm đó, Sherlock cùng bác sĩ Watson và Henry đi đến thung lũng Dewar để tự mình chứng minh sự tồn tại của con quái vật kia. Trong khi Watson bị lạc thì hai người còn lại đã tìm được đến thung lũng kia và chạm mặt với con chó khổng lồ. Trở về nhà, Sherlock tỏ ra vô cùng hoảng sợ vì điều mình vừa mới nhìn thấy, đồng thời to tiếng với John khi anh tỏ ra nghi ngờ.
Sáng hôm sau, Sherlock cử John đến để điều tra Louis Mortimer, bác sĩ tâm lý của Henry, thế nhưng lại chẳng thu thập được thông tin gì. Về phía của Sherlock, anh bắt đầu có chút manh mối nhất định khi tra hỏi Henry vì sao anh lại gọi con quái vật kia là chó săn hay Hound thay vì là chó thông thường là Dog hay là sói Wolf. Bởi lẽ Hound là một từ khá cổ xưa. Henry cũng đồng thời nói cho Sherlock về hai từ cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh là Liberty và Inn. Tiếp theo đó, thanh tra Lestrade đã theo lệnh của Mycroft để theo dõi Sherlock, đồng thời hỗ trợ anh. Watson lúc này tìm được manh mối là nhà hàng mà họ ở tiêu thụ một lượng lớn thịt, trong khi đó là một nhà hàng chay. Hóa ra, họ đã nuôi một con chó để kích cầu khách du lịch đến để tìm hiểu về bí ẩn. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Hai người tiếp tục trở lại phòng thí nghiệm Baskerville để điều tra lần nữa. Trong khi Sherlock đánh lạc hướng, John Watson sẽ đi tìm tung tích của con chó khổng lồ kia và anh đã thực sự tìm thấy nó. Watson sợ hãi trốn chạy và cầu cứu Sherlock. May mắn thay, anh đã đến giải cứu đồng nghiệp của mình kịp thời. Lúc này, vị thám tử đưa ra kết luận rằng không hề có con quái vật nào hết. Tất cả bọn họ đã bị đánh thuốc, khiến cho họ thấy thứ mà não bộ của họ muốn thấy, chính là con quái vật. Anh cho rằng thứ thuốc này được giấu bên trong đường của nhà hàng. Thế nhưng sau một hồi điều tra, chúng lại hoàn toàn bình thường. Bất mãn vì kết quả không như mong đợi, Sherlock đi vào lâu đài tâm trí của mình để bắt đầu sâu chuỗi những sự kiện. Kết hợp với những thông tin chính phủ, anh phát hiện ra dự án HOUND, một loại thuốc sinh học khiến cho người sử dụng trở nên hung hăng và mất phương hướng. Và có một người vô cùng quen thuộc từng hoạt động trong dự án này, đó chính là tiến sĩ Franklin. Cùng lúc đó, họ nhận được điện thoại từ bác sĩ tâm lý Mortimer, nói rằng Henry đã phát điên và cầm súng uy hiếp bà, sau đó bỏ chạy vào rừng. Cả đội tức tốc đuổi theo đến thung lũng Dewar, và một lần nữa họ lại chạm trán con chó săn khổng lồ. Sherlock lúc này mới hiểu ra rằng thứ thuốc kia nằm ở trong chính đám sương mù tại nơi đây, khiến cho bất cứ ai tới Dewar đều sẽ thấy con chó kia. Tiến sĩ Franklin cũng xuất hiện ở đây nhằm thủ tiêu họ, thế nhưng lại bị phát giác và bỏ chạy. Ông ta vô tình đạp phải một quả bom tại bãi mìn quân đội gần đó rồi nổ tan xác. Sherlock Holmes ngày càng nổi tiếng nhờ liên tục phá được những vụ án lớn, kèm theo việc bác sĩ Watson đã lan truyền những câu chuyện phá án ly kỳ của vị thám tử trên trang blog cá nhân của mình. Về phía đối thủ truyền kiếp của anh, Moriarty, hắn đã quay trở lại với một màn phạm tội không thể hoành tráng hơn khi cùng lúc làm hỗn loạn cả thủ đô nước Anh. Hắn đột nhập vào tháp London để trộm vương miện hoàng gia, mở khóa an ninh nhà tù Pentonville, mở két sắt ngân hàng Anh, tất cả chỉ với một cú nhấp điện thoại. Cảnh sát nhanh chóng có mặt để bắt giam Moriarty và hắn không hề phản kháng. Thám tử Sherlock Holmes được triệu tập ra tòa để làm chứng chống lại Moriarty. Còn ở phía ngược lại, hắn ta còn không thèm bảo chữa cho bản thân mình. Phiên tòa kỳ lạ sau đó đi đến hồi kết với quyết định của bồi thẩm đoàn. Và bất ngờ thay, quyết định của 12 người trong bồi thẩm đoàn đó là Moriarty vô tội. Tòa không có cách nào khác ngoài thả tự do cho tên tội phạm nguy hiểm này. Sau khi được thả, Moriarty tìm đến nhà Sherlock để đàm đạo. Hắn tiết lộ cho vị thám tử mình đã đe dọa gia đình của bồi thẩm đoàn, dẫn đến quyết định bất ngờ của họ. Đồng thời kể cho anh về một dòng mã lệnh đặc biệt mà hắn sở hữu, thứ có thể giúp hắn làm chủ tất cả mọi dữ liệu trên thế giới. Trước khi rời đi, Moriarty nói rằng Sherlock nợ hắn một cú rơi. Và đối với Sherlock, đây như là một câu đố cần giải quyết. Ở một diễn biến khác, John Watson được triệu tập bởi Mycroft và được thông tin rằng xung quanh ngôi nhà số 221B phố Baker xuất hiện rất nhiều những sát thủ hàng đầu thế giới, nhiều khả năng do chính Moriarty thuê. Về đến nhà, John nhận được một phong thư kỳ lạ chứa đầy mẩu vụn bánh mì. Sau đó, hai người nhanh chóng lên đường cùng cảnh sát đi giải quyết một vụ bắt cóc trẻ em. Chỉ với những manh mối vô cùng mơ hồ là dấu chân của hung thủ, Sherlock đã nhanh chóng phá được vụ án và tìm ra được hai đứa trẻ bị mất tích. Anh cũng đoán được đây chính là âm mưu của Moriarty. Với mẩu vụn bánh mì được gửi đến nhà, vụ án này chính là cách hắn mô phỏng câu chuyện cổ Grimm, Hansel and Gretel. Đến đồn cảnh sát, những đứa trẻ được giải cứu bất ngờ hét toáng lên khi nhìn thấy Sherlock. Điều này khiến cho một trong những viên cảnh sát nghi ngờ rằng Sherlock chính là kẻ bắt cóc. Đồng thời tất cả các vụ án đều do một tay vị thám tử tự biên tự diễn, tự gây ra rồi tự phá án. Trên đường rời đi, Sherlock cũng đã nhận được thông điệp của Moriarty rằng đây mới thực sự là kế hoạch của hắn. Đó là hủy hoại thanh danh của Sherlock, khiến cho anh trở thành kẻ lừa đảo trong mắt công chúng. Lúc này, cảnh sát đã bắt buộc phải vào cuộc với lệnh bắt giữ Sherlock vì tội danh bắt cóc đám trẻ. Bác sĩ Watson đã tung một cú đấm thẳng vào mặt trưởng phòng hình sự vì có những lời lẽ xúc phạm đến người bạn của anh. Trước khi hai người bị áp giải về đồn, Sherlock đã lấy trộm khẩu súng của cảnh sát, giả vờ bắt John làm con tin, rồi cả hai người kịp thời chạy thoát. Đến nhà một cô phóng viên đăng những bài báo xuyên tạc về cuộc đời của mình, Sherlock và John bất ngờ phát hiện ra Moriarty đang ở đây. Nhưng với nhân dạng là Richard Brooke, một anh thanh niên tội nghiệp được Sherlock thuê để đóng vai Moriarty. Có vẻ hắn đã tạo ra con người này nhằm thực hiện kế hoạch của mình, như đã đề cập trước đó, hạ bệ Sherlock Holmes. Trước khi hai người kịp chạm tay vào tên gian xảo này, hắn đã kịp thời chạy thoát.
Không còn chỗ nào để đi, Sherlock đã tìm đến Molly, cô nhân viên phòng thí nghiệm đã giúp đỡ hai người rất nhiều trong công cuộc phá án và nhờ cô làm một việc gì đó. Trong khi đó, bác sĩ Watson đến tìm Mycroft và biết được rằng trong quá trình chính phủ tra hỏi Moriarty, hắn ta chưa bao giờ mở miệng khai bất cứ điều gì cho đến khi nhắc đến Sherlock. Vì vậy, để khai thác thông tin từ tên này, Mycroft buộc phải kể cho hắn về cuộc đời của em trai mình và giờ đây hắn đã dùng chính điều đó để chống lại anh. Ở một diễn biến sau đó, Sherlock đã hẹn Moriarty lên nóc của bệnh viện Bart để giải quyết ân oán. Anh nói rằng mình đã biết được bí mật về đoạn mã cốt quyền lực kia, đồng thời đó cũng chính là lý do đám sát thủ nhằm nhay anh. Thế nhưng đó lại chỉ là cú lừa của Moriarty. Thực chất không có bất kỳ đoạn mã cốt nào cả. Lúc này, Sherlock mới hiểu ra câu nói của Moriarty trước đó, người nợ ta một cú rơi. Đúng vậy, hắn muốn Sherlock phải tự sát để hoàn thành vở kịch này. Một thám tử lừa đảo tự sát khi thanh danh bị hủy hoại. Hắn muốn anh có một cái chết nhục nhã. Bằng không, bà sát thủ với ba khẩu súng đang nhắm thẳng vào những người thân cận nhất của anh. Thanh tra Lestrade, bà Hudson và bác sĩ Watson. Trên bờ vực sinh tử, Sherlock bỗng nhận ra anh đang có trong tay Moriarty và anh hoàn toàn có thể bắt hắn ngừng lệnh bắn. Có vẻ như chính Moriarty cũng nhận ra điều này. Hắn biết rằng khi nào mình còn sống, Sherlock vẫn có thể cứu bạn của mình và trốn thoát. Do đó, không một chút do dự, Moriarty rút súng và bắn thẳng vào mồm của mình trong sự ngỡ ngàng của Sherlock. Không còn sự lựa chọn nào khác, Sherlock bước đến bên bờ vực, gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho John Watson và nói rằng tất cả những gì báo đài nói đều là sự thật. Anh là một kẻ lừa đảo và Moriarty không gì khác ngoài một sản phẩm do anh tạo ra. Dứt lời, Sherlock nhảy thẳng xuống dưới đất trong sự choáng váng của người bạn mình. Sau cái chết của vị thám tử đại tài, cảnh sát mới vào cuộc điều tra và xác nhận rằng Moriarty thực sự có thật và Sherlock Holmes đã bị oan. Thế nhưng giờ họ chỉ biết thương tiếc mà thôi. Bác sĩ John Watson sau 2 năm dường như vẫn chưa vượt qua được cái chết của bạn mình. Thế nhưng anh vẫn phải tiếp tục với cuộc sống khi có cho mình một công việc mới, cũng như một người bạn gái mà anh chuẩn bị cầu hôn. Trong khi đó, ở đâu đó ở Serbia, một người đàn ông râu tóc xồm xoàm đang bị tra tấn để lấy thông tin. Vị chỉ huy bất ngờ tiến đến chỗ tên tù nhân. Hóa ra, vị chỉ huy kia chính là Mycroft, còn người tù nhân kia không ai khác ngoài anh chàng thám tử đại tài Sherlock Holmes. Hóa ra, sau sự kiện trên mái nhà bệnh viện Bart, Sherlock đã làm giả cái chết của mình, đồng thời mai danh ẩn tích và kết hợp với người anh Mycroft triệt phá toàn bộ mạng lưới của tên trùm Moriarty trong suốt 2 năm. Giờ đây, một cuộc khủng bố quy mô lớn sắp diễn ra tại chính London và Sherlock Holmes cần phải quay trở lại. Đến nhà hàng nơi Watson chuẩn bị cầu hôn bạn gái mình, Sherlock Holmes đã khiến chàng bác sĩ sốc đến cứng cả người. Nhưng thay vì vui mừng vì người bạn chí cốt của mình còn sống, anh lại lao vào tấn công Sherlock vì đã che giấu mình trong suốt 2 năm, đồng thời từ chối lời đề nghị quay lại hợp tác của anh. Sherlock cũng đành chấp nhận mà bắt đầu điều tra vụ khủng bố, thế nhưng nó lại bế tắc đến bất ngờ. Trong công cuộc điều tra của mình, anh vô tình phát hiện ra một đoạn băng kỳ lạ tại ga tàu điện ngầm khi một hành khách lên tàu ở ga Westminster, nhưng đến ga St. James Park, anh ta lại biến mất hoàn toàn. Điều đặc biệt là hai ga tàu này nằm ngay cạnh nhau. Gác lại vụ án bí ẩn, tối hôm đó, Mary, vợ chưa cưới của John Watson, đã nhận được một tin nhắn rằng hôn phu của mình đang gặp nguy hiểm. Cô lập tức đến cầu cứu Sherlock và hai người tức tốc phóng xe máy đến cứu John. May mắn là họ đã tới vừa kịp lúc trước khi anh bác sĩ bị nướng thành than. Không biết việc này có liên quan gì đến vụ khủng bố hay không, song nó đã giúp cho hai người bạn cũ hàn gắn tình cảm với nhau và John đã đồng ý quay trở lại giúp Sherlock. Hai người bắt đầu điều tra bí ẩn trên tàu điện ngầm. Hành khách kia không phải ai khác, chính là huân tước Moran, một người trong chính phủ Anh Quốc. Và với thông tin tình báo nhận được trước đó bởi Mycroft, Sherlock khẳng định quả bom mà những tên khủng bố chuẩn bị sử dụng nằm ở một nhà ga bỏ hoang, nơi mà Moran biến mất. Hai người tức tốc tìm đến chỗ quả bom mà chẳng thèm gọi cảnh sát, vì theo lời Sherlock, họ chỉ tổ vướng chân. Dù cho gặp đôi chút khó khăn, song cuối cùng họ cũng đã tìm được đến toa tàu mất tích, thứ đồng thời chính là một quả bom khổng lồ. Cùng lúc đó, ở một khách sạn nào đó, tên huân tước Moran đã kích hoạt quả bom, khiến hai người vô cùng hoảng hốt. Sherlock lần đầu tỏ ra lúng túng khi không biết phải xử lý như thế nào, đồng thời xin lỗi John vì đã kéo anh vào mớ hỗn độn này cùng mình. John Watson trong giây phút sinh tử cũng thể hiện sự kính trọng và yêu mến hết mực dành cho người bạn thám tử của mình. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là cú lừa của Sherlock khi anh đã tìm ra cách tắt quả bom từ lâu, đồng thời báo cảnh sát từ trước đó. Anh chỉ trêu đùa với John mà thôi. Tên phản quốc kia cũng nhanh chóng bị bắt và mọi thứ lại trở về bình thường. Thám tử Sherlock Holmes cũng chính thức trở lại với ánh hào quang và đánh dấu sự hồi sinh của mình trước công chúng. Một thời gian sau khi ngỏ lời cầu hôn, bác sĩ John Watson và Mary Morstan chính thức tổ chức lễ kết hôn. Anh ngỏ lời mời Sherlock Holmes làm phu rể của mình, bởi lẽ vị thám tử chính là người bạn thân và cũng là một trong những người quan trọng nhất của cuộc đời anh. Sự việc này khiến cho Sherlock cực kỳ bất ngờ và xúc động. Song đám cưới của người bạn thân cũng không khỏi khiến anh lo ngại rằng mình sẽ sớm bị ra rìa. Hiểu được tâm lý của vị thám tử, chính Mary đã nhờ John đưa anh ra ngoài phá án cho khuây khỏa.
Đến với vụ án đầu tiên, sau khi nhận được bức thư của một người cận vệ hoàng gia nói rằng mình đang bị theo dõi bởi một người đàn ông lạ mặt, hai người tức tốc đến cung điện để tìm gặp anh chàng này. Thế nhưng chưa kịp gặp, anh ta đã bị ám sát một cách vô cùng bí ẩn trong căn phòng tắm. Hung khí không tìm thấy, hiện trường lại là một căn phòng kín, khiến cho Sherlock gặp rất nhiều khó khăn đến mức không thể hóa giải vụ án này. Đến với vụ án tiếp theo, ngay trong đêm mà hai người bạn thân nhậu tới bến và say không đứng nổi, một cô gái đã tìm đến và nói rằng mình đã hẹn hò với một con ma. Sáng hôm sau khi tỉnh rượu, Sherlock bắt đầu thu thập thông tin của tất cả những cô gái từng có trải nghiệm tương tự để tìm ra kẻ đứng đằng sau và mục đích của hắn ta. Tuy nhiên, lại chẳng thể tìm ra bất kỳ điểm chung giữa họ. Watson cho rằng hắn chỉ là một tên chồng chán vợ muốn ngoại tình mà thôi. Đến với ngày diễn ra đám cưới, có một nhân vật vô cùng đặc biệt đến dự, đó là James Shorto, chỉ huy cũ của John Watson, người đã bị cho giải ngũ sau khi chỉ huy một dự án khiến cho nhiều chiến sĩ thiệt mạng. Sherlock với vai trò phù rể đã đứng lên phát biểu, dù rằng lời nói còn ngây ngô do thiếu khả năng giao tiếp, song nó khiến cho ai nấy cũng đều rất xúc động, đặc biệt là Watson. Không dừng lại ở đó, Sherlock còn tiếp tục kể về những vụ án của anh cùng chú rể như những câu chuyện phiếm tại đám cưới. Lúc này, anh mới chợt nhận ra một trong những người phụ nữ trong vụ án hẹn hò với ma biết về tên đệm của John cũng như đám cưới của anh. Sâu chuỗi mọi việc, Sherlock kết luận rằng có ai đó đã cất công đóng giả làm ma chỉ để tìm kiếm thông tin về đám cưới cũng như việc sẽ có một vụ án mạng sắp xảy ra tại đây. Sherlock dùng phép loại trừ và nhanh chóng tìm ra mục tiêu của hung thủ, chính là đại tá Shoto. Anh sau đó thông báo cho đại tá cũng như John để kịp thời ứng biến. Sau khi nghe được thông tin, Shoto lập tức trở về phòng của mình, lấy khẩu súng và sẵn sàng tiếp đón hung thủ trong căn phòng khóa kín. Khi Sherlock, John và Mary tìm đến, ông nhất quyết không mở cửa, chỉ khi nào anh phá giải được vụ án. Đứng trước áp lực, Sherlock nhớ đến anh chàng cận vệ hoàng gia. Hóa ra hung thủ đã lợi dụng nút thắt chặt của đai lưng trên bộ quân phục, từ đó đâm một đường rất ngọt vào lưng nạn nhân, khiến cho anh chỉ mất máu đến chết khi tháo thắt lưng mà thôi. Dù đã có ý định từ bỏ, nhưng khi nghe lời khuyên ngăn của Sherlock, đại tá Shoto đã chịu mở cửa để bác sĩ Watson chữa trị cho mình. Hóa ra, hung thủ chính là tên thợ ảnh. Hắn cũng là người giết anh chàng cận vệ với thủ đoạn tương tự. Động cơ giết người là bởi em trai của hắn chính là một trong số những người lính đã hy sinh trong dự án của Shoto năm xưa. Cuối buổi tiệc, Sherlock lập một lời thề đầu tiên và cuối cùng của anh, rằng anh sẽ luôn ở đó vì ba người bọn họ. Đúng vậy, ba người ở đây chính là John Watson, Mary Watson và đứa con trong bụng của cô, điều mà Sherlock đã tinh ý suy luận được trước cả bố mẹ của đứa trẻ. Một tháng sau đám cưới của ông bà Watson, Sherlock đột nhiên biến mất mà không để lại tung tích gì. Một thời gian sau, John tình cờ tìm thấy anh ở một khu ổ chuột của bọn nghiện ngập. Sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy, Sherlock biện hộ rằng nó là để phục vụ cho một vụ án mà anh đang theo đuổi. Thậm chí đến Mycroft cũng có mặt vì lo cho thằng em chơi đánh của mình. Lúc này, Sherlock mới thú nhận anh đang xử lý một vụ án liên quan tới Charles Augustus Magnuson. Magnuson là một nhà báo và doanh nhân vô cùng thành đạt, không chỉ ở Anh mà còn ở hầu hết các quốc gia phương Tây. Điều khiến Magnuson đặc biệt là ông ta sở hữu thông tin, những điểm yếu, những bí mật sâu thẳm của hầu hết tất cả mọi người và thậm chí là của cả quốc gia. Tất cả đều được ông đặt trong một căn hầm bí mật trong căn biệt thự của ông, được gọi với cái tên Upper Door. Khách hàng của Sherlock lần này là một quan chức nhà nước đang bị tống tiền bởi Magnuson, và bà muốn vị thám tử đứng ra thương lượng với ông ta. Cuộc gặp mặt giữa hai phía diễn ra ngay trong nhà của Sherlock. Không những không thành công mà Magnuson còn ra vẻ thượng đẳng và khinh miệt Sherlock ra mặt. Thế nhưng vị thám tử không phải là người dễ bỏ cuộc. Tối hôm đó, anh cùng John đã đột nhập vào văn phòng riêng của Magnuson để lấy cắp thông tin. Tại đây, Sherlock đã vô cùng bất ngờ khi hắn đang bị dí súng vào đầu bởi một sát thủ nào đó. Với mùi hương nước hoa, anh đoán đó là vị khách hàng của mình. Thế nhưng không, đó lại là Mary Watson, vợ của John. Mary sau đó uy hiếp Sherlock, đồng thời bắn một viên đạn thẳng vào bụng của anh, rồi rời đi. Vài phút sau, John chạy đến, thấy vậy đã gọi cấp cứu và may mắn cứu được người bạn của mình trong gang tấc. Sau khi tỉnh dậy, Sherlock đã lập tức trốn khỏi bệnh viện để đi tìm Mary. Anh bí mật hẹn cô đến một căn nhà bỏ hoang, đồng thời sâu chuỗi lại những chứng cứ đã có được trước đó. Kết hợp với việc Mary có khả năng sử dụng súng siêu phàm, Sherlock đã kết luận rằng cô chính là một cựu đặc vụ, một lính đánh thuê cho chính phủ Mỹ đã bỏ nghề và bỏ trốn đến anh. Dù cô khẩn thiết nhờ anh giữ bí mật này với chồng của mình, nhưng Sherlock đã đi trước một bước. John Watson đã ở đây từ lâu và nghe hết tất cả mọi thứ. Về đến nhà, Mary đưa cho hai người chiếc USB với chữ AGRA trên đó và nói rằng toàn bộ quá khứ của cô đều nằm trong đây. Cô cũng nói thêm rằng việc mình muốn ám sát Magnuson vì ông ta uy hiếp sẽ tiết lộ toàn bộ bí mật của cô. Hai tháng sau vào ngày Giáng sinh, tất cả mọi người tập trung ở nhà của bố mẹ Sherlock, bao gồm hai anh em nhà Holmes và vợ chồng nhà Watson. Lúc này, John mới gọi Mary ra và nói rằng anh không quan tâm đến quá khứ của cô và sẽ chấp nhận mọi thứ để yêu cô. Ở một diễn biến khác, Sherlock đã đánh thuốc toàn bộ thành viên còn lại, đồng thời tiết lộ kế hoạch của mình cho Watson.
Anh muốn trao đổi thông tin mật trong máy của Mycroft, lấy quyền được tham quan căn hầm bí mật Upper Door của Magnuson. Dù không mấy tán thành, nhưng John vẫn đi theo anh đến căn biệt thự của hắn ta. Đến nơi và đối mặt với Mycroft, Sherlock mới tiết lộ ý định thật sự của mình, đó chính là vì Mary. Anh muốn lấy lại toàn bộ thông tin cho vợ của người bạn thân nhất của mình. Magnuson vẫn thản nhiên như mọi khi, hắn đưa hai người vào căn hầm Upper Door và bất ngờ thay, đó lại chỉ là một căn phòng trống không với một chiếc ghế. Giống như Sherlock, Magnuson cũng lưu trữ mọi thông tin bên trong lâu đài tâm trí của mình, do đó không có bất kỳ căn hầm nào tồn tại cả. Sherlock bất ngờ đến mức chết đứng, anh hoảng hốt vì kế hoạch của mình đã hoàn toàn đổ bể. Lúc này, Mycroft cùng quân đội đã đến. Theo kế hoạch của Sherlock, quân đội sẽ đến để bắt Magnuson vì đánh cắp những thông tin mật của quốc gia, thứ mà anh đinh ninh rằng hắn giấu trong căn hầm Upper Door của mình. Giờ đây, Sherlock và John bị đặt vào chân tường khi vừa bị lọt mất kẻ thù, vừa sắp bị kết tội ăn cắp bí mật quốc gia. Không còn cách nào, Sherlock đã bất ngờ rút súng, bắn thẳng vào đầu của Magnuson để một mình chịu tội, giúp Watson an toàn thoát tội. Một thời gian ngắn sau đó, Sherlock bị chính phủ bắt đi thực hiện một dự án vô cùng nguy hiểm ở nước ngoài, như một hình phạt dành cho anh. Thế nhưng máy bay vừa mới chỉ cất cánh được vài phút, Mycroft đã gọi anh quay trở lại ngay lập tức, bởi lẽ Moriarty đã quay trở lại. Trong một căn phòng bí mật bao gồm anh em nhà Holmes và vài quan chức cấp cao cùng một bà thư ký già, đoạn băng ghi hình Sherlock bắn vỡ đầu Magnuson được chỉnh sửa để biến nó thành một vụ tai nạn, giúp Sherlock thoát được tội trạng giết người để tiếp tục điều tra vụ Moriarty. Một thời gian sau, đứa con gái của John Watson và Mary ra đời với cái tên Rosamund Mary Watson. Đồng thời, Sherlock và Molly trở thành cha mẹ đỡ đầu của cô bé. Dù bận bịu với đứa con mới sinh, song John cùng Sherlock vẫn tiếp tục công việc điều tra của mình. Trong một vụ án, Sherlock vô tình phát hiện ra một điều vô cùng kỳ lạ, đó là ai đó đã đột nhập vào căn nhà của gia chủ, chỉ để đập vỡ bức tượng đầu của bà Margaret Thatcher, nữ thủ tướng đầu tiên của Vương quốc Anh. Điều này còn trở nên kỳ lạ hơn khi có liên tiếp vài vụ như thế nữa xảy ra, thậm chí có cả người đã chết. Sherlock nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của những bức tượng này đến từ một công ty nhỏ ở Tbilisi, Georgia, và chỉ có 6 cái được sản xuất. Anh lập tức đến mai phục ở căn nhà đang sở hữu bức tượng thứ 6 và bắt quả tang tên hung thủ. Sau một hồi vật lộn, Sherlock đã khống chế được tên kia, đồng thời đập vỡ bức tượng cuối cùng. Thứ ở trong đó đã khiến anh gần như chết đứng. Đó là chiếc USB với dòng chữ AGRA, hệt như cái mà Mary từng đưa cho anh và John vậy. Tên kia cũng tiết lộ cho anh, hắn làm như vậy để lấy mạng của Mary, sau đó trốn thoát ngay trước mũi của cảnh sát. Sherlock sau đó đã lập tức gọi Mary đến để tra hỏi. Hóa ra AGRA là một đội lính đánh thuê tinh nhuệ. Trong một nhiệm vụ giải cứu bà đại sứ Anh, đội của cô đã bị phản bội, dẫn đến bị phục kích và Mary nghĩ rằng chỉ có mình cô là còn sống và trốn thoát. Thế nhưng Mary không biết được rằng những người đồng đội của cô đã bị bắt giữ và tra tấn dã man. Chỉ có một người may mắn trốn thoát sau đó là AJ, và chính anh là người đang lùng sục để giết cô. Bởi lẽ hắn đã nghe được bọn lính tại Tbilisi nói rằng một người đàn bà Anh đã phản bội họ. Cùng với đó là cụm từ emo được chúng nói đi nói lại. Sau khi nói hết mọi thông tin cho Sherlock, Mary đã đánh thuốc mê anh, đồng thời lên đường chạy trốn để giữ an toàn cho chồng và con mình. Dù lần trốn rất kỹ, cô vẫn không thoát khỏi tầm mắt của vị thám tử đại tài, do anh đã cài định vị vào chiếc USB mà anh đưa cho cô. Trong cuộc hội ngộ ở Morocco, Sherlock, John và Mary đã một lần nữa chạm trán AJ. Thế nhưng tên này đã nhanh chóng bị bắn chết bởi cảnh sát địa phương. Sherlock sau đó gọi điện cho Mycroft, nói rằng anh đã tìm ra kẻ phản bội trong phi vụ AGRA năm xưa. Từ emo được đám lính lập đi lập lại, thực chất là amo, nghĩa là tình yêu trong tiếng Latin, trùng khớp đúng với mật danh một mật vụ cấp cao trong chính phủ, người cũng có mặt trong phòng ân xá Sherlock lúc trước. Mycroft nhanh chóng cho bắt giữ và tra khảo bà Smallwood với mật danh là Love, nhưng bà lại một mực chối bỏ, cho rằng mình hoàn toàn vô can trong vụ này. Lúc này, Sherlock mới ngớ người và nhận ra sự thật. Anh hẹn Mary và John đến thủy cung để tìm ra chân tướng sự việc. Tại đây, Sherlock và Mary đến trước và gặp được Vivian Norbury, bà thư ký già của bà Smallwood. Hóa ra, chính bà ta mới là người đứng đằng sau mọi việc. Bà ta đã bán đứng đội AGRA, khiến cho họ thất bại trong nhiệm vụ của mình. Bị dồn vào nước đường cùng, Vivian rút súng và chĩa vào Sherlock. Thế nhưng anh vẫn không nao núng, thậm chí còn khiêu khích bà ta, mặc cho Mary ngăn cản. Cuối cùng, bà ta đã nổ súng thẳng vào người anh, nhưng Mary đã lao vào và đỡ lấy viên đạn. Cùng lúc này, John Watson đến, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Mary đã hy sinh trong vòng tay của anh. Trước khi chết, Mary đã để lại lời nhắn cho Sherlock thông qua một đoạn băng, nói rằng anh phải cứu John Watson. Thế nhưng, John Watson đã hoàn toàn cạch mặt anh, khiến cho vị thám tử phải tìm đến tâm lý trị liệu để cảm thấy tốt hơn. Ở một diễn biến khác, Mycroft tại nhà riêng của mình tìm thấy một tờ note với con số thứ 13. Anh sau đó đã lập tức gọi một cuộc điện thoại bí ẩn đến Sherrinford. Sau cái chết của vợ mình, John Watson phải tìm đến bác sĩ tâm lý để giữ tinh thần mình ổn định, đồng thời luôn tưởng tượng ra Mary và trò chuyện với cô.
Về phía Sherlock, anh tự ném bản thân mình vào ma túy, khiến cho cơ thể xuống cấp một cách trầm trọng, đầu óc cũng mất đi sự minh mẫn. Lúc này, một cô gái tìm đến Sherlock và tố cáo rằng cha của mình đã giết một ai đó. Ông từng thú tội với cô, nhưng bằng một hợp chất đặc biệt đã xóa trí nhớ của cô sau đó, khiến cô nhớ mọi thứ vô cùng mơ hồ. Tất cả những gì còn lại chỉ là một mảnh giấy với những dòng chữ cuối cùng trước khi cô quên hết mọi chuyện. Dù đang trong cơn phê, song Sherlock vẫn nhanh chóng suy ra cha của cô, ông Curverton Smith, là một kẻ giết người hàng loạt. Ngay sau đó, anh đã đăng một bài tweet khẳng định điều này, khiến cho truyền thông vô cùng sôi sục. Bởi lẽ Curverton Smith là một doanh nhân vô cùng thành đạt và có tiếng. Sherlock sau đó gần như phát điên để tìm ra chứng cứ buộc tội ông Curverton nhưng bất thành. Không thể làm ngơ trước tình trạng này của Sherlock, bà Hudson đã tìm đến sự trợ giúp của John Watson. Tại nhà của bác sĩ tâm lý của John, dù không mấy vui vẻ, song anh vẫn chịu giúp người bạn cũ của mình. Anh yêu cầu Sherlock phải được xét nghiệm và kiểm tra đầy đủ bởi Molly. Và bằng cách nào đó, Sherlock đã gọi cô đến đây trước cả khi John kịp nhận ra. John tỏ ra vô cùng nghi ngờ và cho rằng tất cả việc này là một cú lừa gì đó của Sherlock. Thế nhưng anh khẳng định rằng đó là một kế hoạch. Hai người sau đó được triệu tập bởi chính Curverton, người đang tận dụng lời buộc tội của Sherlock để trở nên nổi tiếng hơn. Ông này tỏ ra vô cùng thản nhiên, thậm chí chào mừng vị thám tử, đồng thời mời họ đến bệnh viện của mình để giao lưu với những bệnh nhân khoa nhi. Trước khi rời đi, Sherlock đã lén lấy điện thoại của Curverton để nhắn một tin nhắn bí mật cho ai đó, sau đó đã trả lại nó cho ông. Đến bệnh viện, Sherlock và John đã có một cuộc đối thoại tương đối căng thẳng với Curverton. Đại khái ông này ám chỉ rằng những kẻ sát nhân hàng loạt nếu có tiền, địa vị và danh tiếng thì sẽ chẳng ai buộc tội được chúng cả. Curverton sau đó dẫn hai người đến căn phòng yêu thích của mình trong bệnh viện, đó chính là phòng chứa xác. Tại đây, Sherlock tỏ ra vô cùng tự tin với kế hoạch của mình khi đã nhắn tin cho chính con gái của ông đến để ba mặt một lời. Thế nhưng người xuất hiện lại khác hoàn toàn so với người có mặt tại nhà của vị thám tử tối hôm nọ. Điều này khiến cho Sherlock vô cùng sốc. Anh không tài nào giải thích được việc này. Cộng thêm tác dụng của ma túy, anh dần mất kiểm soát và suýt chút nữa đã cầm dao đâm ông Curverton. May mắn là John đã kịp thời ngăn lại, đồng thời tẩn cho Sherlock một trận. Anh không hề phản kháng và chỉ nói rằng, anh ta có quyền vì tôi đã giết vợ của anh ta. Sherlock sau đó ngất đi và được điều trị ở một phòng hạng sang tại bệnh viện này, kèm với đó là sự canh gác cẩn thận của cảnh sát. Còn John Watson, anh đến thăm người bạn cũ của mình lần cuối cùng và mang cho anh cái gậy cũ của mình như một món quà chia tay. Quay trở về căn hộ ở phố Baker, tại đây Mycroft đang cho người khám xét nơi này. John đã tra hỏi anh ta về thông tin một người em trai khác của Mycroft, một người em trai bí mật, điều mà trước đó Mycroft đã lỡ lời để lộ ra khi nói chuyện điện thoại với anh. Thế nhưng Mycroft lại một mực từ chối. Lúc này, John tìm thấy đoạn video mà Mary để lại cho Sherlock trước đó. Bà Hudson đuổi tất cả mọi người ra và John bật đoạn băng. Lúc này ta mới được xem phiên bản đầy đủ của nó. Mary nhờ Sherlock cứu John bằng cách để John cứu anh. Cô nhờ Sherlock tự đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm để John có thể ra tay giúp đỡ. Chỉ khi đó, tinh thần của anh mới có thể được vực dậy. Nghe đến đây, John tức tốc chạy đến bệnh viện, nơi tính mạng của Sherlock đang ngàn cân treo sợi tóc. Thật vậy, ông Curverton đã sử dụng một cánh cửa bí mật để lẻn vào phòng của Sherlock. Sau khi tự mình thú tội, hắn đã tăng liều lượng thuốc nhằm đầu độc, đồng thời ra tay bóp ngạt anh. May mắn thay, John cùng cảnh sát đã can thiệp kịp thời. Dù bị bắt tận tay, song Curverton vẫn cố gắng chối cãi. Thế nhưng hóa ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Sherlock. Anh đã cài máy nghe lén vào chính cây gậy cũ của John từ nhiều tuần trước, khiến cho lời thú tội của ông ta đều đã bị ghi âm lại hoàn toàn. Curverton sau đó đã bị cảnh sát bắt giam vì tội giết người hàng loạt. Sau sự kiện này, mối quan hệ giữa Sherlock và John đã khá hơn rất nhiều. Sherlock bắt đầu cai thuốc, còn John đã vượt qua được cái chết của vợ mình. Lúc này ở nhà, Sherlock tìm lại được tờ giấy mà cô con gái của Curverton đã mang đến trước đó, chứng tỏ rằng chuyện này đã thực sự xảy ra chứ không phải là do anh tưởng tượng. Đồng thời khi soi tờ giấy dưới tia cực tím, dòng chữ Miss Me hiện ra, khiến anh liên tưởng đến đoạn video kỳ lạ trước đó của Moriarty. Còn John Watson đến gặp cô bác sĩ tâm lý của mình và chia sẻ mọi việc với cô. Và bằng một cách nào đó, cô bác sĩ tâm lý kia đã hỏi anh về người em bí mật của Sherlock và Mycroft. John mới ngớ người khi anh chưa bao giờ kể cho cô về điều này. Cô ta sau đó tiết lộ mình chính là người John đã gặp trên xe buýt, chính là người đã đóng giả con gái của Curverton đến gặp Sherlock và đồng thời cũng chính là người em bí mật của anh và Mycroft, Iris Holmes, sau đó đưa súng lên và bắn thẳng vào người John. Không lâu sau đó, Sherlock Holmes và John Watson đến nhà của Mycroft dựng lên một vở kịch kinh dị để kiểm chứng thông tin nhà Holmes có một người em gái, bởi lẽ chính vị thám tử cũng không biết đến thông tin này. Mycroft sau đó đến căn hộ số 221B phố Baker như một khách hàng và kể lại mọi chuyện cho Sherlock và John. Iris Holmes đã là một thiên tài từ khi còn là một đứa trẻ. Trí tuệ của cô bé vượt xa hai người anh của mình, cũng như toàn bộ nhân loại. Thế nhưng một sự kiện đáng tiếc trong quá khứ đã xảy ra. Iris trong quá khứ đã bắt Redbeard, con chó của Sherlock, và giấu nó ở một nơi nào đó.
cô cũng đưa ra một gợi ý, đó là một bài hát. Thế nhưng Sherlock lại chưa bao giờ giải được nó. Kết quả là Redbeard đã không bao giờ được tìm thấy. Tệ hơn nữa, cô bé đã phóng hỏa căn nhà của ông bà của mình, dẫn đến việc cô bị bắt giam vì vấn đề thần kinh. Nhiều năm sau, khi Mycroft đã là một quan chức cấp cao trong chính quyền, anh đã nhốt Eros ở một nhà tù an ninh tối cao trên một hòn đảo biệt lập tên là Sherrinford. Ngay lúc này, một chiếc máy bay không người lái chở theo một quả bom bay thẳng vào căn hộ và nổ tung. May mắn là cả ba người đều kịp thời chạy thoát. Hai anh em nhà Holmes cùng John Watson lên đường để đến nhà tù Sherrinford để Sherlock có thể gặp trực tiếp người em gái của mình. Trong khi Sherlock đang có một cuộc trò chuyện cực kỳ căng thẳng với Eros, thì Mycroft và John đang tra khảo quản lý nơi đây. Ông ta thú nhận mình đã cử một số người đến và nói chuyện với Eros, nhưng bất kỳ ai làm điều đó đều trở thành nô lệ của cô ta. Lúc này, John mới nhận ra là có điều gì đó không đúng trong cuộn băng giám sát. Giọng nói đang nói chuyện với Eros chính là của quản lý nhà tù. Đúng vậy, ông ta đã trở thành nô lệ của Eros từ lâu, và giờ đây toàn bộ nhà tù này đã bị cô thao túng. Về phía Sherlock, anh cũng vô cùng bất ngờ khi không có bất kỳ tấm kính nào ngăn cách giữa hai người cả, để rồi Eros lao vào tấn công anh. Mọi chuyện với Eros hay thậm chí là Moriarty bắt đầu từ 5 năm trước. Mycroft và chính phủ đã có thỏa thuận với Eros rằng nếu cô giúp đỡ họ với trí tuệ của mình, cô sẽ nhận được phần thưởng mỗi dịp Giáng sinh. Trước đó là một cây đàn violon, và vào Giáng sinh 5 năm trước, Eros đã yêu cầu được nói chuyện riêng với Moriarty trong vòng 5 phút mà không có sự giám sát. Đương nhiên, Mycroft phải chấp nhận, và đây chính là sự kiện cốt lõi dẫn đến những rắc rối của Sherlock Holmes trong thời gian qua. Quay trở lại với hiện tại, hai anh em nhà Holmes, John và quản ngục được đưa vào một căn phòng kín với một khẩu súng. Eros yêu cầu Sherlock chọn Mycroft hoặc John sẽ là người cầm súng để kết liễu tên quản ngục, nếu không vợ của hắn ta sẽ chết. Sau vài phút lưỡng lự, cả hai đều không thể ra tay. Tên quản ngục đã cướp lấy khẩu súng và tự kết liễu bản thân. Không mấy hài lòng với kết quả này, Eros đã lập tức hạ sát vợ của hắn ta. Cùng lúc đó, cũng có một sự kiện khác cần vị thám tử tài ba giải quyết. Đó là một cô bé bị kẹt trong một chiếc máy bay đang chuẩn bị đâm thẳng xuống một thành phố. Tất cả đều là trò chơi của Eros. Cứ mỗi màn chơi mà Sherlock vượt qua, anh sẽ có được vài phút để liên lạc với cô bé kia để tìm cách cứu cô và thành phố. Sang màn chơi tiếp theo, ba người được yêu cầu giải một vụ án gồm ba nghi phạm. Những người mà được Eros treo ngoài cửa sổ chỉ trực chờ đáp án của Sherlock để thả xuống. Với sự hợp sức của ba cái đầu, tên hung thủ nhanh chóng được tìm ra. Thế nhưng Eros lại thả hai người còn lại, sau đó mới thả tên hung thủ thực sự. Tất cả chỉ là một trò chơi tâm lý của cô mà thôi. Sherlock sau đó có thêm vài phút để nói chuyện với cô bé trên máy bay, thế nhưng cũng chẳng giúp ích quá nhiều. Sang căn phòng tiếp theo, ở đó có một chiếc quan tài rỗng với dòng chữ I love you trên nắp. Sherlock nhanh chóng suy luận ra nó thuộc về Molly Hooper. Thử thách tiếp theo dành cho vị thám tử là khiến Molly nói I love you với mình trong vòng 3 phút, nếu không căn hộ của cô sẽ phát nổ. Dù suýt xuất hoàn thành thử thách, song điều này lại khiến cho tinh thần của Molly và Sherlock bị tra tấn một cách dã man, khiến họ gần như suy sụp. Dù vậy, với lời động viên của John, Sherlock nhanh chóng lấy lại được tinh thần để đi tiếp. Căn phòng tiếp theo không có gì ngoài một tấm bạc trắng. Yêu cầu được Eros đưa ra là Sherlock phải bắn chết một trong hai người đồng hành với mình. Điều này thực sự là quá sức chịu đựng với Sherlock. Anh đã quyết định tự sát để hai người mình yêu thương nhất được sống. Thế nhưng, khi anh chưa kịp làm gì, cả ba người đã bị đánh thuốc mê. John Watson tỉnh dậy trong một chiếc giếng với một vài mẩu xương cùng với cái chân đã bị khóa chặt. Còn Sherlock thức dậy trong một căn phòng chứa đầy hình ảnh tuổi thơ của anh. Anh nhanh chóng nhận ra đây chỉ là một căn phòng giả được dựng lên. Thực chất họ đã được đưa về căn nhà cũ của anh, Musgrave Hall. Tại đây, yêu cầu cuối cùng của Eros là giải mã lời bài hát thuở nhỏ của cô, tìm ra Redbeard và giải cứu John Watson. Chưa dừng lại ở đó, Eros còn tiết lộ cho Sherlock một bí mật động trời. Bí mật mà chính anh đã biết nhưng đã cố tình quên đi. Nhà Holmes chưa bao giờ nuôi một con chó nào cả. Redbeard không phải là một con chó, mà đó là người bạn thân thời thơ ấu của Sherlock, Victor Trevor, người đã bị Eros nhốt ở dưới giếng đến chết. Cô làm điều đó bởi cô không có người bạn nào cả. Cô ghen tị với Victor vì được anh trai mình chơi cùng, trong khi cô không có bất kỳ ai cả. No one. Chính từ này đã khiến Sherlock liên tưởng đến những ngôi mộ mà em mình đã dựng lên thuở nhỏ với cái tên là Nemo hay No One trong tiếng Latin. Kết hợp với các mốc thời gian trên đó và lời bài hát năm xưa, anh đã tìm ra thông điệp mà Eros muốn nói. Em bị lạc, anh trai, hãy cứu em trước khi em chết. Em bị lạc vì anh không thương em, cứu lấy linh hồn em, tìm đến phòng của em. Nhận ra mọi thứ, Sherlock tìm đến căn phòng khi xưa của Eros trong căn nhà bị cháy và cô đang ngồi ở đó. Hóa ra, cô bé bị kẹt trong máy bay kia chỉ là một phép ẩn dụ được tạo ra trong đầu của Eros mà thôi. Cô ở trên trời vì cô vượt trội hơn tất cả mọi người, thế nhưng lại rất cô đơn vì chỉ có một mình. Và chỉ có Sherlock mới có thể cứu rỗi cô với tình thương của anh. Eros sau đó đã nói cho anh trai mình về vị trí của John, giúp anh có thể kịp thời giải cứu được người bạn của mình.
Ít lâu sau, mọi thứ dần trở về quỹ đạo của nó. Iris bị đưa trở lại nhà tù Sherrinford. Thế nhưng bây giờ, Sherlock đã đến thăm cô thường xuyên hơn. Hai người giao tiếp với nhau thông qua tiếng đàn violon. Và có vẻ như Iris đã rất mãn nguyện với điều này. Cùng với đó, Sherlock và John cũng xây dựng lại căn hộ số 221B phố Baker, đưa nó về đúng hiện trạng ban đầu và cùng nhau tiếp tục phá án, viết tiếp câu chuyện huyền thoại về thám tử Sherlock Holmes và bác sĩ Watson. Và trên đây là toàn bộ cuộc hành trình của Sherlock Holmes và bác sĩ Watson trong series Sherlock. Các bạn thấy sao về series này? Đừng quên để lại ý kiến ở bên dưới phần bình luận để chúng mình được biết với nhé. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại. Witcher out!